Đây là những chiếc TV màn hình cong đầu tiên của Samsung. Vẫn là phong cách Samsung đã từng theo đuổi trong các sản phẩm TV trước đó. Độ hiển thị màn hình rực rỡ có phần nịnh mắt. Người dễ tính thì hài lòng. Xong, người khó tính lại cho rằng nó không thật so với hình ảnh thực tế. Samsung cũng tăng cường khả năng xử lý và tinh chỉnh màu sắc cho các mẫu TV màn hình cong. Tuy vậy, khi trải nghiệm TV màn hình cong, nhiều người lại cho rằng họ chỉ cảm nhận được độ sâu của hình ảnh khi ngồi ở vị trí chính giữa màn hình. Còn ở các vị trí khác, ưu điểm này gần như phản tác dụng. Chiếc TV màn hình cong HU9000 cũng hỗ trợ chuẩn màn hình Ultra HD hay còn gọi là 4K, có độ phân giải cao gấp nhiều lần so với HD thông thường. Tuy nhiên, nguồn nội dung UHD hiện nay chưa nhiều nên rất khó lòng để HU9000 phát huy được khả năng của nó. Đại diện Samsung cho biết, họ đang hợp tác với các đối tác từ Hollywood và các nhà cung cấp UHD khác để tạo ra một hệ sinh thái UHD phong phú. Thế nhưng ai cũng biết, để tạo ra một bộ phim hay những MV ca nhạc chuẩn UHD mất khá nhiều thời gian, vì thế có lẽ người dùng sẽ phải chờ đợi khá lâu để được trải nghiệm các video clip chuẩn UHD trên HU9000. Hiện tại, Samsung có hai phiên bản TV cong là 55 inch với giá 80 triệu đồng và 65 inch với giá 100 triệu đồng, một mức giá không hề rẻ. Hơn nữa, theo các chuyên gia công nghệ Người tiêu dùng chỉ nên mua TV có kích cỡ 46 inch trở lên khi căn phòng có diện tích từ 30 mét vuông trở lên.